Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Tri Thức Quanh Ta. Bạn có phải là người đam mê lịch sử? Bạn biết có bao nhiêu nước đã từng đi theo chủ nghĩa phát xít? Tôi chắc chắn rằng đây là cụm từ quen thuộc và cái tên mà các bạn nhớ đến đầu tiên là nước Đức, phải không? Sở dĩ tôi đoán chắc vậy là vì cụm từ phát xít Đức đã quá quen với chúng ta khi còn học ở bậc cơ sở cho đến phổ thông. Ngoài Đức ra thì còn một vài quốc gia nữa nhé các bạn, cụ thể là những nước nào, lát nữa tôi sẽ nói cụ thể nhé. Video hôm nay tôi sẽ phân tích cho các bạn hiểu thêm về chủ nghĩa phát xít đấy. Đừng rời khỏi video nhé các bạn. Đầu tiên, ngoài cái tên phát xít Đức quen thuộc thì còn có thêm hai nước nữa theo chủ nghĩa này là Nhật Bản và Ý. Nói cho chính xác thì là Đức Quốc xã nhé. Đây là nước Đức trong thời kỳ năm 1933-1945 chịu sự kiểm soát độc tài của Adolf Hitler và đảng Quốc xã. Phát xít Ý là thời kỳ nước Ý nằm dưới quyền thống trị của đảng phát xít do Benito Mussolini lãnh đạo từ năm 1922 cho đến năm 1943. Còn với Nhật Bản, đỉnh điểm cho việc chủ nghĩa phát xít nắm quyền ở Nhật Bản đó là khi Nhật Bản gia nhập phe trột rồi và đi chinh phạt phần lớn vùng châu Á-Thái Bình Dương, tức là nằm ở giai đoạn khoảng năm 1920. Tại sao trên thế giới có hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ mà chỉ có duy nhất ba nước này là đã từng đi theo chủ nghĩa phát xít vậy nhỉ? Để giải quyết được câu hỏi này, chúng ta phải giải thích được chủ nghĩa phát xít là gì. Vậy nó là gì? Chủ nghĩa phát xít là hệ tư tưởng chính trị và phong trào số đông có chủ trương thủ tiêu mọi quyền tự do cơ bản của con người, khủng bố, đàn áp, tàn bạo nhân dân, gây chiến tranh xâm lược để thống trị thế giới. Chủ nghĩa phát xít luôn muốn thế giới phải khuất phục và tiêu diệt hết tất cả những dân tộc không đi theo chủ nghĩa này. Chúng ta cũng có thể hiểu đơn giản rằng chủ nghĩa tư tưởng là một hệ tư tưởng chính trị và các quan điểm về một nhà nước chuyên chế, độc tài. Có sự đối lập về những quan điểm về một nhà nước dân chủ. Nghe cái định nghĩa có phần hơi tàn bạo, phải không nào các bạn? Vậy thì chúng ta ít nhiều đã hiểu vì sao chỉ ba nước đi theo chủ nghĩa này thôi, phải không? Kết luận luôn là chỉ ba nước này có tư tưởng nổi dậy để nắm độc quyền về các chính sách và nói chung về mọi thứ. Ta cùng phân tích một ví dụ ở Đức chẳng hạn. Cái tên Hitler thì quá nổi tiếng rồi, phải không nào? Chúng ta biết đấy, vì muốn giành trọn quyền lực về tay mình mà tên máu lạnh này đã giết hại biết bao nhiêu người vô tội dưới sự áp dụng của chủ nghĩa phát xít này. Bên cạnh sự tàn bạo chuyên chế, một nét đặc trưng nổi bật khác của Đức Quốc xã đó là phân biệt chủng tộc, đặc biệt là bài Do Thái. Tất cả những dân tộc khác mà quốc xã cho là hạ đẳng đều bị khủng bố và tàn sát dã man. Tương tự thế, ở Ý và ở Nhật cũng vậy nhé. Về đặc điểm thì sau đây, khi nói đến bản chất chủ nghĩa phát xít, các học giả cho rằng những yếu tố như chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa quân phiệt, chủ nghĩa chuyên chế là những đặc điểm cấu thành chủ nghĩa phát xít. Chúng ta có thể rút ra các đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa phát xít như sau: xây dựng một nhà nước với đảng phát xít nắm quyền hùng mạnh, có mục tiêu đối phó nguy cơ bạo loạn và xâm lược cũng như thủ tiêu dân chủ, đàn áp các phong trào cánh tả được cho là làm tổn hại đến quốc gia như chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội hay các tư tưởng dân chủ, kích động tư tưởng dân tộc, kêu gọi tinh thần yêu nước phụng sự tổ quốc, kích động tư tưởng phân biệt chủng tộc một cách cực đoan, khẳng định tư tưởng dân tộc. Những bản chất thật là ghê gớm, phải không nào? Vậy thì đã gọi là một chủ nghĩa, vậy biểu tượng của nó là gì nhỉ? Tôi có tìm hiểu được là lịch sử không hề có một biểu tượng chính thức cho chủ nghĩa phát xít. Tuy nhiên, biểu tượng chữ vạn màu đen trên cờ Đức Quốc xã vẫn có thể coi là đại diện cho toàn bộ chủ nghĩa phát xít. Năm 1920, cờ của phát xít Đức ra đời với thiết kế lá cờ có nền đỏ, một vòng tròn trắng và ở giữa là chữ vạn màu đen. Các bạn biết không, nhiều người cho rằng chữ vạn trên cờ của Đức Quốc xã là chữ vạn trong Phật giáo. Thực chất hai biểu tượng này không hề có sự liên quan đến nhau đâu nhé. Nó chỉ giống về mặt hình ảnh chứ ý nghĩa thì hoàn toàn khác nhau.
Chữ vạn ở cờ phát xít Đức có nguồn gốc từ chữ vạn của người Aryan. Theo Hitler, người Aryan cổ xưa là một dân tộc hiếu chiến, thượng đẳng, và Hitler khẳng định rằng dân tộc Đức có nguồn gốc từ tộc người này. Chính vì vậy, biểu tượng của người Aryan là swastika được chọn trở thành biểu tượng trong cờ phát xít Đức. Nó cũng trở thành biểu tượng của sự thống trị độc tài, tàn bạo của phát xít Đức nói riêng và chủ nghĩa phát xít nói chung. Đây, chúng ta đừng để bị nhầm lẫn về ý nghĩa với chữ vạn trong Phật giáo nhé các bạn. Các bạn ạ, chủ nghĩa phát xít nói chung đã gây ra nhiều tội ác cho nhân loại bằng sự độc tài tàn bạo của chúng. Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn hiểu chủ nghĩa phát xít là gì và phần nào biết rõ hơn về hệ tư tưởng này trong lịch sử nhé. Video hôm nay của kênh Tri Thức Quanh Ta đến đây là hết rồi. Hãy luôn luôn dõi theo và đồng hành cùng kênh mỗi ngày nhé. Chúng mình sẽ đem đến cho các bạn thật nhiều thông tin và kiến thức thú vị đấy. Xin chào!